bus. Neo, đã đến lúc lớn hơn. Quả là những chiếc kẹo ngon. Neo đã tìm thấy kẹo. Cậu ấy muốn ăn ngay kìa. Ôi, nhưng cậu ấy đã quên gì đó rồi. Tay cậu ấy bẩn quá. Này này, Neo. Vâng, con tôi rửa tay trước khi ăn trưa. Tay tôi đã sạch. Chắc chắn không? Chắc chắn mà. Cho tôi xem tay. Ha ha. Neo, cậu cần phải rửa tay trước đã. Được thôi. Cần rửa tay trước khi ăn. Cần rửa tay trước khi ăn. Rửa sạch tay. Bị phân tâm bởi chiếc ô tô, cậu ấy lại quên mất việc rửa tay rồi kìa. Này này, Neo. Vâng, con tôi rửa tay trước khi ăn trưa. Tay tôi đã sạch. Chắc chắn không? Chắc chắn mà. Cho tôi xem tay. Ha ha ha. Ôi không, cậu phải rửa tay trước đã. À, được thôi. Cần rửa tay trước khi ăn. Cần rửa tay trước khi ăn. Rửa sạch tay ta hãy nhớ. Không có nước. Neo lau tay bẩn vào áo kìa. Này Neo, hãy quay lại đi. Bạn rửa tay chưa sạch đâu. Này này. Neo cũng đã rửa tay rồi. Nhưng mà... Này này, Neo. Vâng, có em. Rửa tay trước khi ăn trưa. Tay em đã sạch. Chắc chắn không? Chắc chắn mà. Hãy đưa tay lên. Ôi, trời ơi. Thôi nào, chúng ta làm lại nhé. Vâng ạ. Cần rửa tay trước khi ăn. Cần rửa tay trước khi sạch, không vi khuẩn. Con đã rửa sạch tay chưa? Con rửa rồi ạ. Con luôn rửa sạch tay trước khi ăn. Đúng rồi, Neo. Neo, đã đến lúc lớn hơn. Hôm nay thật là oi bức. Neo đang rất khát và muốn uống chút gì đó. Có rất nhiều loại nước ép sắc màu. Tới đây chọn đồ uống này nào. Bạn có muốn chút đồ uống sắc màu không? Vâng ạ. Tôi có nước ép thật ngon đây. Chọn màu sắc mà bạn thích. Píp 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 màu gì thế? Tôi muốn xanh dương. Nước ép xanh dương này nhé. Màu xanh dương mình rất thích. Nước ép xanh dương tuyệt nhất. Đá xay xanh dương có ngay đây. Hãy xem này nước ép xanh dương. Bịp 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 làm ngay thôi nào. Hãy xem này nước ép xanh dương. Bịp 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 làm ngay thôi nào. Xong rồi đây. Neo uống một ngụm to. Thật là mát lạnh và sảng khoái. Trông Grace cũng có vẻ khát. Cô ấy sẽ chọn gì đây? Tôi có nước ép thật ngon đây. Chọn màu sắc mà bạn thích. Bíp 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 màu gì thế? Không có màu tím sao? Tôi rất thích màu tím. Đỏ và xanh dương trộn vào nhau. Tôi rất thích màu tím. Trà trân châu tím. Có ngay đây. Xem trà màu tím ngon tuyệt. Bịp 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 làm ngay thôi nào. Hãy xem trà trân châu tím này. Bịp 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 làm ngay thôi nào. Xanh
dương cùng với đỏ sẽ thành trà chan châu tím. Đó là món yêu thích của Grace. Zuzu cũng muốn uống kìa. Tôi có nước ép thật ngon đây, chọn màu sắc mà bạn thích. Bíp bíp bíp, màu gì thế? Em hay uống nước cầu vồng nhé, nhiều màu sắc thật đẹp mắt. Em hay uống nước cầu vồng nhé. Zuzu đã ấn vào tất cả các nút. Hãy xem này, đồ uống sắc màu. Bíp bíp bíp, làm ngay tôi nào. Hãy xem này, đồ uống sắc màu. Bíp bíp bíp, làm ngay tôi nào. Oh, có vẻ như robot đã làm ra một cốc nước khổng lồ. Nó có vị thế nào nhỉ? Nào, Zuzu, thử ngay nào. Wow, nó mát lạnh và rất ngon. Sao càng ngày càng lạnh hơn thế nhỉ? Lạnh quá! Ôi, uống quá nhiều đồ lạnh sẽ khiến các con bị ốm đấy. Vâng ạ, nhiều. Xe ô tô nhỏ mình đi thôi. Vroom, vroom.
Oh yeah! Xe cứu hỏa đỏ, xe cứu thương trắng và xe cảnh sát xanh dương. Đúng vậy Neo, giỏi lắm. Neo với những ý tưởng lớn. Hôm nay Neo là một bác sĩ thú y. Điện thoại đang đổ chuông liên tục. Có vẻ như các bạn động vật nhỏ cần được giúp đỡ. Neo đã lên danh sách. Xe buýt cứu hộ động vật đã đến lúc lên đường. Vòng quay xoay nhanh nhanh xe buýt cứu hộ, bánh lăn tròn cùng nhau đi thôi xe buýt cứu hộ, đi giúp các bạn vượt đây. Bạn bò ốm ở kia kìa. Nào bạn bò, hãy lên xe buýt ngay thôi. Ngồi trên xe bò kêu mu mu mu, thấy rất mệt. Mu mu mu, ngồi trên xe bò kêu mu mu mu. Có bác sĩ, bạn đừng lo. Neo sẽ giúp bạn nào tiếp theo? Một bạn cừu con. Nhanh lên Neo, đưa cậu ấy lên xe thôi. Ngồi trên xe cừu kêu ba ba ba, rất đau kìa. Ba ba ba, ngồi trên xe cừu kêu ba ba ba. Có bác sĩ, bạn đừng lo. Vòng quay xoay nhanh nhanh xe buýt cứu hộ, đi trên đường rất gấp ghềnh. Cần phải cẩn thận xe buýt cứu hộ, luôn giữ an toàn bạn ơi. Cẩn thận kia Grace. Suýt nữa thì mẹ vịt đã bị ngất kìa. Neo, Grace, mau giúp cô ấy. Ngồi trên xe vịt kêu quạc quạc quạc, thấy rất mệt. Quạc quạc quạc, ngồi trên xe vịt kêu quạc quạc quạc. Có bác sĩ, bạn đừng lo. Xe cứu hộ đã đến, nhưng bạn chuột con quá nhỏ nên chẳng ai thấy cậu ấy. Cậu ấy ngã rồi. Ôi không, Neo, cậu ấy đang ở gần xe buýt, hãy mau đi tìm thôi. Đừng đi vội. Dừng lại. Nhìn bạn chuột chạy theo rất nhanh kìa. Chít chít chít, chít chít chít. Nhìn kìa bạn chuột. Chuột con, cậu ấy đây rồi. Neo, cẩn thận kiểm tra cho chuột con. Cậu ấy bị gãy tay. Đừng lo lắng, bác sĩ sẽ băng bó cho bạn. Vòng quay xoay nhanh nhanh xe buýt cứu hộ, bánh lăn tròn cùng nhau đi thôi xe buýt cứu hộ, đi giúp các bạn động vật đây. Neo và Grace đã đưa mọi người đến bệnh viện an toàn. Có Neo, các bạn làm tốt lắm. Em bé bò, mu mu. Bạn cừu nhỏ, ba ba. Em bé vịt, quạc quạc. Và bạn chuột nhỏ. Chip chip. Đúng rồi, Neo. Neo, con cần phải mặc quần áo vào. Người tên Sử Tí Hon, con không mặc quần áo đâu à? Kia. Ở rừng sâu kia này không một ai tới có. Một bạn Godzilla đang tập mặc áo. Cho bạn nhé. Ở rừng sâu kia nơi không có ai tới, để tôi chỉ cho bạn
Đều đang ở cùng nhau, cùng với Gray nữa. Kìa, vì sao nhỏ lấp lánh ơi, hãy nói cho tôi bạn là gì? Ở mãi xa xa trên bầu trời, sao sáng lung linh như kim cương này. Kìa, vì sao nhỏ lấp lánh ơi, hãy nói cho tôi bạn là gì? Tội quá đi. Kìa, vì sao nhỏ lấp lánh ơi, hãy nói cho tôi bạn là gì? Ở mãi xa xa trên bầu trời, sao sáng lung linh như kim cương này. Kìa, vì sao nhỏ lấp lánh ơi, hãy nói cho tôi bạn là gì? Hả?
Khi trời tối và con thấy sợ, hãy nghĩ về những điều vui vẻ và những khoảnh khắc hạnh phúc. Kuka, kuka. Wow, con không thấy sợ nữa rồi. Mình sẽ bảo vệ những chiếc bánh vòng này. Mình là một cảnh sát bé nhỏ, bảo vệ những chiếc bánh vòng. Một chiếc bánh đâu rồi? Tìm thấy đây rồi. Này này, em trai, cứ cứ ca ca. Em lấy bánh sao? Cứ cứ ca ca. Nơi rồi sao? Cứ cứ ca ca. Hay ha miệng. Ha ha ha. Trộm bánh vòng. Mình là một cảnh sát bé nhỏ, bảo vệ những chiếc bánh vòng. Một chiếc bánh đâu rồi? Mình tìm kiếm khắp nơi, là ai lấy bánh vòng? La 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 la. Con cần phải rửa tay trước khi ăn bánh. Vâng ạ. À.
Cứu thương. Đúng vậy Neo, con đã học được cách chăm sóc cho thú cưng. Neo, lại đây chơi với tớ. Sasha, để tớ thơm cậu nào. Đôi, cậu cần phải đánh răng ngay. Wow. Xoay nhanh nhanh, xe bít đánh răng, trải vòng tròn. Quay quay xoay nhanh nhanh, xe bít đánh răng, trải vòng tròn, trải vòng tròn, trải vòng tròn, trải răng từ bên ngoài vào tròn. Đi nào, trả hàm dưới,
xoay nhanh nhanh. Xe buýt đánh răng chải phong tròn. Quay xoay nhanh nhanh. Xe buýt đánh răng chải phong tròn. Chải phong tròn. Yeah. Chải phong tròn. Yeah. Răng từ bên ngoài vào tròn. Đi nào, đi nào. Chải hàng trên. Chải hàng trên. Những chiếc răng xếp hàng chờ đợi. Đánh răng sạch từ bên này sang bên kia. Có cái gì đó đang mắc kẹt ở trong này thì phải. Hả? Hả? Xoay 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 nhanh nhanh, xe buýt đánh răng này. Chạy phía trên rồi chạy xuống dưới nào. Xoay xoay, xoay nhanh nhanh, xe buýt đánh răng này. Tìm được thứ mắc kẹt dưới đây. Giữ răng luôn sạch bạn ơi. Xoay xoay, xoay nhanh nhanh, xe buýt đánh răng. Yeah. Quay xoay nhanh nhanh, xe buýt đánh răng. Bên ngoài rồi đến bên trong. Hả? Ủa? Răng sạch sáng bóng bung nụ cười thật tươi. Yeah. Con có muốn ba giúp kiểm tra răng không? Là tốt lắm, con đã đánh sạch từng chiếc răng rồi. Sa sa hơn hơn. Hey, mình thích tắm. Thuyền bồn tắm. Lên đường nào. Nhìn này, thuyền bồn tắm. Các bạn ơi vào đây. Sẽ rất vui, sẽ rất tuyệt. Chúng ta mau lên đường. Chèo thuyền thật là vui, hãy cùng đi với tớ. Con chú voi rất nhem nhuốc kìa, voi ơi hãy lên thuyền. Kỳ cọ thật sạch sẽ với xà phòng bạn nhé. Tắm với nhau rất thích này. La 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 la. Chèo thuyền, chèo thuyền ta đi nào. Chèo thuyền, chèo thuyền ta đi nào. Thật là vui, thật là thích. Thuyền bồn tắm. Chèo thuyền ta đi nào. Chèo thuyền ta đi nào. Thật là vui, thật là thích. Thuyền bồn tắm. Thật sạch sẽ với xà phòng bạn nhé. Tắm với nhau rất thích này. La 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 la. Chèo nào chèo nào thuyền bồn tắm. Chèo nào chèo nào thuyền bồn tắm. Chèo nào chèo nào thuyền bồn tắm. Ta lên đường. Quái thú kia rất nhem nhuốc kìa. Chúng ta thấy rất sợ. Được rồi Neo. Nhưng nếu con ở trong nước quá lâu, con sẽ bị cảm đấy. Vâng ạ. Rau xanh cũng rất ngon đấy. Con yêu thử một chút đi.
chiếc, bụng tròn to kia có tiếng gì đang kêu? Gà rán với uống nước ngọt. Nhìn kìa, vi khuẩn đang mạnh hơn. Vi khuẩn sao kìa, sẽ khiến bạn tạo ra mùi gì ghê lắm. Rau xanh tới rồi đây. Ngồi ngoan nào con, mẹ chưa cắt xong mà. Tại sao con lại phải cắt tóc à? Chẳng vui tí nào. Oh,
Neo. Cắt tóc còn giúp con cảm thấy sạch và mát mẻ nữa đấy. Neo ơi, đến giờ đi ngủ rồi con. Con muốn chơi thêm. Nhưng các bạn đồ chơi cũng cần phải nghỉ ngơi chứ. T-Rex. Miệng rộng này khủng long T-Rex.
Chúng mình cùng đua nhá. Cú Long T-Rex là bạn thú cưng, mình cùng nhau đua nhé. Cú Long T-Rex là bạn thú cưng, miệng rộng và răng sắc nhọn. Miệng rộng này khủng long T-Rex, miệng rộng này khủng long T-Rex. Khủng long đà điểu là bạn thú cưng, mình cùng nhau đua nhé. Khủng long đà điểu là bạn thú cưng, cậu chạy rất nhanh này. Nhìn kìa bạn chạy thật nhanh đây, nhìn kìa bạn chạy thật nhanh này. Nhìn kìa bạn chạy thật nhanh này. Khủng long cổ dài là bạn thú cưng, mình cùng nhau chơi nhé. Khủng long cổ dài là bạn thú cưng, cổ dài ra đặc biệt. Cổ thật dài mình chơi vui lắm, thật dài mình rất thích hay. Có chiếc miệng rộng, khủng long đà điểu chạy rất nhanh, còn khủng long cổ dài thì có chiếc cổ rất dài. Tất cả các bạn ấy đều là thú cưng của anh hả? Mất
mì spaghetti. Phô mai phủ lên rất ngon. Mình làm rơi mất miếng thì thì ai đó hạt gì. Thịt này làm phần bóng cây, giúp cây mọc lên rất nhanh. Vào mùa hè năm sau thì cây sẽ cao hơn nhiều. Quả gì mọc ra thế kia, chúng ta hái quả nào. Quả này là những viên thì có sắc cà chua nữa. Ngoài nào. Ngoan lắm Neo. Đừng chơi với thức ăn con yêu nhé. Hãy dùng đĩa và ăn ngon miệng.